Ở nhà hôm nay thì Kênh Thái Lan TV xin chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin, đó chính là truyền thông Thái Lan rất là vui khi mà không nằm chung bảng với lại là đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vì sao? Vì là chúng ta và Thái Lan là hai đội được AFF xếp vào nhóm hạt giống số 1, và AFF Cup tức là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á sắp tới chỉ có là hai bảng đấu, và chúng ta là một bảng và Thái Lan là một bảng. Còn tất cả Indonesia hay là các đội khác là họ nằm giống nhóm hạt giống số 2, số 3, số 4 gì đó, thì tự họ sẽ gặp chúng ta thôi, tức là chúng ta sẽ không gặp Thái Lan đó, và Thái Lan cũng không gặp chúng ta. Cho nên truyền thông họ rất là vui khi không nằm chung bảng với lại là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Mới đây thì nhiều nguồn tin uy tín đã tiết lộ thông tin về cái bảng xếp hạng hạt giống của AFF Cup năm 2022. Theo đó, đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam nằm chung ở nhóm hạt giống số 1. Điều này đồng nghĩa với việc hai đội bóng số 1 và số 2 khu vực Đông Nam Á sẽ không nằm cùng bảng tại giải đấu vô địch Đông Nam Á 2022. Đánh giá về cái kết quả phân loại hạt giống này thì tờ Sam Sport tỏ ra rất là vui mừng, tức là tờ Sun Sport của bên phía Thái Lan họ tỏ ra rất là vui mừng, và họ có cái lời viết như sau: Liên đoàn bóng đá ASEAN sẽ sớm tổ chức lễ bốc thăm ở phân hạng hạt giống đội tuyển Thái Lan nằm chung cùng với lại là nhóm hạt giống số 1 cùng với đội tuyển số 1 Đông Nam Á là đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Như vậy chúng ta sẽ không nằm cùng bảng với đối thủ này ở AFF Cup năm 2022. Nhóm hạt giống số 1 gồm nhà đương kim vô địch là đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Từ nhóm hạt giống số 2 là Á quân Indonesia và Malaysia. Nhóm hạt giống số 3 là Singapore, Philippines. Nhóm hạt giống thứ 4 là Myanmar, Campuchia. Nhóm hạt giống cuối cùng là Lào, Timor Leste và Brunei. Tại giải đấu năm nay, AFF Cup năm 2022 sẽ trở lại thể thức thi đấu ban đầu là sân nhà và sân khách, không có quốc gia nào đăng cai. Vòng 1 được chia thành hai bảng, mỗi bảng thi đấu là hai trận sân khách và hai trận sân nhà để tìm ra hai đội nhất bảng và nhì bảng vào bán kết. Đó chính là một cái tờ báo ở bên phía Thái Lan họ chia sẻ như vậy. Ở AFF Cup năm 2021 diễn ra tại Singapore thì đội tuyển Thái Lan đã vượt qua hàng loạt những đối thủ đáng gờm, trong đó có cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia, để lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Chính vì thế ở giải đấu lần này thì nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Mano Polking phải bảo vệ thành công cái ngôi vị vô địch. Tuy nhiên, vấn đề lớn ở thời điểm này của đội tuyển quốc gia Thái Lan là nhiều khả năng họ không có được cái lực lượng mạnh nhất khi Chanathip, cầu thủ được mệnh danh là Messi Thái, mới đây đã lên tiếng khẳng định anh sẽ không tham dự ở cái giải đấu AFF Cup năm 2022. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Thái League Ruham United cũng đã lên tiếng xác nhận là không nhả người cho đội tuyển quốc gia Việt Nam sau những vấn đề liên quan tới sự vô kỷ luật của các cầu thủ. Đó chính là những cái chia sẻ của bóng đá Thái Lan, cũng như là những cái chia sẻ mà Thái TV muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn ngày hôm nay, cái thông tin trước cái AFF Cup. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy cho Thái TV mình một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát live stream, hay là nói chung là các cái thiết bị điện tử về âm thanh, thì quý vị và các bạn hãy liên hệ với Thái TV qua số điện thoại 0939732349 hoặc giả là số Zalo 0939315461 để được nhận ưu đãi cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký kênh Thái TV trong thời gian vừa qua. Đăng ký kênh là sẽ được tặng một cái tai nghe Sony SX450 như thế này nha quý vị. Cứ đăng ký kênh là quý vị và các bạn mua sản phẩm nào thì sẽ được tặng tai nghe liền cho quý vị ngay tức khắc. Đấy. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Xin chào.